Hi, à, chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chiếc Toyota à, 2021 2022 vừa mới ra mắt ngày mùng 4 tháng 11. Xe sẽ có hai phiên bản, bản sơn màu tông màu thì 527, sơn hai tông màu thì là 535 triệu. À, xe sẽ có các màu là màu xanh ngọc này, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu vàng. Đây, như xe này sơn màu tông màu thì sẽ là 527. Còn các bạn chọn là cái loại mà hai tông màu có trần đen thì là 535. Xe có một bản duy nhất nhập khẩu. À, đây, tất cả là có 7 kiểu ngoại thất à, với cái Toyota đây thì xe trang bị là à, máy 1.0 turbo tăng áp hộp số là vô cấp công suất cực đại của máy sẽ là 98 mã lực con này thì có công suất tương đương với à, vài hơn à, kích thước tổng thể là chiều dài 4m chiều rộng 1m7 chiều cao 1m6 à, chiều dài cơ sở là 2m52 đấy phía bản này thì sẽ có um, trang bị là mâm là mâm thể thao 15 inch mâm đúc hợp kim phanh là phanh đĩa phía trước và phanh tăng chống phía, phía sau à, mức theo nhiên liệu là 5,6 lít đi kết hợp bài này sẽ có trang bị đèn pha cốt là đèn full led nhé có trang bị đèn full led đèn gầm thì sẽ là dạng halogen đấy xe gương thì có gương là chỉnh điện và là gập tự động đấy à, ghế thì chất liệu nội thất của xe sẽ là ghế da pha nỉ đấy à, về cái nội thất thì anh em sẽ có trang bị một cái màn hình cảm ứng 9 in đấy sáu loa có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đồng hồ hiển thị đa thông tin thì có bốn chế độ hiển thị. Đây phần cốp sau cũng rất là rộng rãi. Về an toàn thì xe có trang bị 6 túi khí, có hỗ trợ chống bó cứng phanh ABS. À, về um, trang bị thì xe rất là đầy đủ an toàn, đầy đủ full uh, tiện nghi an toàn xe trang bị là đèn full led này full an toàn là 6 túi khí này máy thì 1.0 turbo này tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà công suất lại gần như tương đương với vai ớt thì uh, quý vị các bạn nào có nhu cầu lấy xe thì có thể đặt theo số like của em ở dưới để được đặt xe và giao xe sớm nhất nhé đấy rất là hot đây là cái dòng xe mà hiện tại trên thị trường là cũng rất là đang nhiều khách hàng ký chờ và đang đặt chờ cho dòng xe Toyota rơi